À, Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay về Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học bài giảng toán lớp 4 Bộ sách mang tên Kết nối tri thức Chúng mình đã cùng nhau đi hoàn thành xong một chủ đề rồi Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau bước vào một chủ đề mới để bắt đầu cho chủ đề ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau bước vào bài đầu tiên của chủ đề này, đó là bài số 49, dãy số liệu thống kê. Vậy thế nào là dãy số liệu thống kê? Thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nhận biết được về dãy số liệu thống kê, nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem thế nào là dạy số liệu thống kê cô có một câu chuyện như sau một buổi sáng trong tuần robot đều đạp xe quanh một công viên ở gần nhà cháu chào chú ạ à. sáng nào chú cháu mình cũng gặp nhau ở đây nhỉ tuần này robot đã lần lượt ghi chép độ dài quãng đường đơn vị là km mà bạn ấy đã đi được trong mỗi buổi tập từ thứ 2 đến thứ 6 thành một dãy số liệu: 1 2 2 2 3. Nhìn vào dãy số liệu trên ta biết số thứ nhất là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là 2, số thứ tư là 2, số thứ năm là 3. Dãy số liệu trên có 5 số. Thứ hai, robot đi được 1 km. Thứ ba, robot đi được 2 km. Thứ tư, robot đi được 2 km. Và thứ năm, robot đi được 2 km. Thứ sáu, robot đi được 3 km. Vậy, dựa vào dạy số liệu, em có nhận xét gì về độ dài quãng đường mà robot đi được trong mỗi ngày? Như vậy ta thấy rằng, quãng đường mà robot đi được trong mỗi ngày là khác nhau. Vậy, quãng đường dài nhất mà robot đi được là bao nhiêu km? À, chúng ta thấy rằng quãng đường dài nhất mà robot đi được là 3 km đúng không nhỉ? Vậy quãng đường ngắn nhất mà robot đi được là bao nhiêu km? À, quãng đường ngắn nhất mà robot đi được ta quan sát chính là 1 km. Vậy trung bình mỗi ngày robot đi được bao nhiêu km? À, chúng mình đã học bài toán tìm số trung bình cộng của một số rồi. Vậy muốn tìm xem trung bình mỗi ngày robot đi được bao nhiêu km thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ lấy số km bạn robot đi được từ thứ hai đến thứ sáu cộng với nhau rồi chia cho 5 là ta sẽ ra được kết quả là trung bình mỗi ngày robot đi được 2 km. Từ đó ta có nhận xét như sau. Quãng đường dài nhất mà robot đi được trong một buổi tập là 3 km và quãng đường ngắn nhất là 1 km. Trung bình mỗi ngày độ dài quãng đường mà robot đi được trong một buổi tập là 2 km. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu xem thế nào là dãy số liệu thống kê rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần hoạt động để tìm hiểu xem các dạng bài của dạng toán này là như thế nào nhé. Cô có bài tập số 1 trong giải đấu bóng đá dành cho học sinh khối 4, các bạn Nam, Việt, Robot và Dũng lần lượt ghi được các số ghi được số bàn thắng là 7, 6, 2, 4. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. Ở đây chúng mình sẽ có 3 câu hỏi. Ý A, Dũng ghi được bao nhiêu bàn thắng? Ý B, số bàn thắng nhiều nhất mà một bạn đã ghi được là bao nhiêu bàn? và ý C, có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? Vậy để tính xem Dũng ghi được bao nhiêu bàn thắng thì chúng mình quan sát để bài người ta cho con biết là các bạn Nam, Việt, Robot và Dũng lần lượt ghi được số bàn thắng là 7, 6, 2 và 4. Như vậy Dũng ghi được tổng cộng là 4 bàn thắng đúng không nhỉ? Tiếp theo, ý B, Số bàn thắng nhiều nhất mà một bạn đã ghi được là bao nhiêu bàn? Thì chúng mình quan sát thống kê ở đây, ta dễ dàng thấy rằng bạn Nam là bạn ghi được nhiều bàn thắng nhất là 7 bàn thắng. Và ý C có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? Thì chúng mình chỉ cần quan sát xem. Ta thấy rằng bạn Nam và bạn Việt là hai bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng, hay ta nói có hai bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau quan sát bài số 2. Hình dưới đây cho biết cuốn sách mà mỗi bạn đọc trong tháng vừa qua. Đây là thẻ thư viện của 5 bạn. Bạn đầu tiên đọc được một quyển trong một tháng. Bạn thứ hai đọc được 13 quyển trong một tháng. Bạn thứ ba đọc được 8 quyển trong một tháng. Bạn thứ tư là robot đọc được 4 quyển trong một tháng và bạn cuối cùng đọc được 5 quyển trong một tháng. Vậy các con hãy viết số, dạy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. Thì chúng mình có dễ dàng viết được không nhỉ? À ta biết rằng bạn đầu tiên thì được đọc được một cuốn này, bạn thứ hai đọc được 13 cuốn, bạn thứ ba đọc được 8 cuốn, bạn thứ tư đọc được 5 4 cuốn và bạn cuối cùng đọc được 5 cuốn. Vậy ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn đó là 1, 4, 5, 8 và 13 Và thứ tự từ lớn đến bé ta sẽ viết ngược lại ta được 13, 8, 5, 4 và 1 Như vậy là dạng toán dãy số liệu thống kê rất là đơn giản Các con chỉ cần quan sát thật là kỹ hơn một xíu thôi Là chúng mình sẽ dễ dàng làm được bài tập của dạng này rồi đúng không nhỉ? Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Robot ghi chép tổng số chữ cái có trong tên của tất cả các bạn trong tổ 1 thành dãy số liệu như sau. 4 3 2 3 4 5 3 5. A. À, dãy số liệu trên có tất cả bao nhiêu số? Số đầu tiên trong dãy là số mấy? À vậy, muốn tính xem dãy số liệu trên có tất cả bao nhiêu số thì chúng mình sẽ làm như thế nào nhỉ? À chúng mình chỉ cần đếm thôi đúng không nhỉ? Ta thấy rằng có 1 2 3 4 5 6 và 7 8. Vậy dãy số liệu trên có tất cả là 8 số và số đầu tiên trong dãy chính là số 4. Ý B, tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất bao nhiêu chữ cái và ít nhất là bao nhiêu chữ cái thì chúng mình quan sát ta thấy rằng tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất là ở đây ta quan sát thì có số 5 là số lớn nhất rồi. Vậy sẽ có nhiều nhất là 5 chữ cái và ít nhất là hai chữ cái tức là số 2 đúng không nhỉ? Và ý C trong tổ 1 có bạn nào tên Nguyệt hay không và vì sao? Vậy để tìm xem trong tổ 1 có bạn nào tên Nguyệt hay không thì chúng mình sẽ làm như thế nào nhỉ? À, ta biết rằng bạn robot đã ghi chép tổng số chữ cái có trong tên của tất cả các bạn. Vậy tên Nguyệt có tổng cộng là bao nhiêu chữ cái? À, ta sẽ cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy ở đây có số nào là số 6 không nhỉ? À, không có số 6. Vậy ta chắc chắn trả lời được rằng trong tổ 1 không có bạn nào tên là Nguyệt bởi vì tên Nguyệt có 6 chữ cái mà trong dãy số liệu không có số 6, vậy trong tổ 1 không có bạn nào tên là Nguyệt. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu cách làm dãy số liệu thống kê, bây giờ các con hãy vận dụng để tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến dãy số liệu thống kê rồi các con sẽ nói với các bạn ở trên lớp cho cô nhé. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu dãy số liệu thống kê. Và cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.